Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến giới hoạt động gửi thỉnh nguyện thư đòi thả tù nhân Lương Tâm. Những người quan tâm tới nhân quyền ở Việt Nam mới gửi thỉnh nguyện thư tới các nhà lãnh đạo cao nhất của nước, yêu cầu chính quyền trả tự do cho các nhà tù nhân bị kết án vì bất đồng chính kiến. Bức thư ký ngày 3 tháng 2 trùng với ngày thành lập Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam và được đăng hôm ngày 7 tháng 2 lên trang change.org dành riêng cho các cuộc vận động dư luận quốc tế. Thư nói hiện có hơn 170 tù nhân bị giam giữ và kết án theo các điều 79, 88, 258 và 241 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2009 chỉ vì họ bày tỏ quan điểm, ý kiến hoặc chất vấn về các chính sách của chính phủ và Đảng Cộng sản. Những người thỉnh nguyện viết thêm trong thư rằng có những người bị bắt và kết tội với các tội danh như gây rối trật tự công cộng hoặc trốn thuế, thậm chí mua bán dâm, nhưng thực chất họ bị bỏ tù do bất đồng chính kiến với đảng cầm quyền. Con số tù nhân lương tâm do giới hoạt động đưa ra, Đài Voa không thể kiểm chứng độc lập mức độ chính xác của số thống kê đó. Chính phủ Việt Nam không thừa nhận nước này có tù nhân lương tâm và một mực khẳng định rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật, thưa quý vị. Tin liên quan đến nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của bài hát Anh là ai, đã rời Đài Loan bay sang Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả của bài hát nổi tiếng như Anh là ai, Việt Nam tôi đâu, trả lại cho dân, đã rời Việt Nam sáng thứ Năm ngày 8 tháng 2 và đã đến Los Angeles hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2018 lúc 12 giờ 40 trưa. Nhờ sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, nhạc sĩ Việt Khang có hơi mệt vì lần đầu tiên đi máy bay một chuyến bay xa như vậy, nhạc sĩ Việt Khang nói. Xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác đã đón tiếp nồng nhiệt tại phi trường Los Angeles. Việt Khang không thể có lời nào tròn trịa hơn để nói, chỉ biết nói rằng những gì bà con mình dành cho Việt Khang rất tình cảm, rất thân thương. Việc nhạc sĩ Việt Khang được săn định cư tại Hoa Kỳ là kết quả của một quá trình can thiệp lâu dài của chính quyền Hoa Kỳ và nhiều tổ chức quốc tế đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đặc biệt phải nhắc đến Thượng nghị sĩ John McCain, người đã trực tiếp can thiệp nêu trường hợp của nhạc sĩ này với chính phủ Hoa Kỳ khi làm việc với Cộng sản Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện, là một người có tiếng nói rất uy tín tại Quốc hội và là người rất nhiều lần đến thăm Việt Nam cổ vũ bang giao hai nước. Được biết, tự do cho Việt Khang cũng là thành quả của trong công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng hải ngoại và đài truyền hình SBTN khởi xướng vào năm 2012 qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gửi tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã có nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1.000 năm hay trên miền tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?
làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không rồi là điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Và phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc.